Lâu lâu lộ diện, Miko Lan Trinh và người yêu đồng giới vẫn cứ nổi dần dần. Màn ăn lẩu khiến dân tình cảm lạnh. Cái nước tiết bò ấy, anh thấy có nhiều người thì sợ, còn anh lại rất thích là lấy dùng cái nước tiết để nấu trong đây luôn nha. Cái gì vậy anh ơi? Thái độ của Kenji khi bị giành hát gây xôn xao. Miko Lan Trinh và người yêu đồng giới Kenji chưa bao giờ là cái tên hết hot trên mạng. Chẳng hiểu sao họ lại có vô số video gây bão, được khán giả chú ý. Dù là khoảnh khắc đã xa lắc xa lờ rồi thì dân tình vẫn cứ thường đào lại để bàn tán. Được chia sẻ nhiều nhất dạo này chính là đoạn clip Miko Lan Trinh và người yêu phổ cập kiến thức nấu ăn. Theo đó, anh chàng tự tin tuyên bố mình có gu ăn uống khác với mọi người. Bình thường ai cũng bỏ nước tiết bỏ đi, nhưng anh thì lại rất thích sử dụng lại phần nước này vì sẽ làm nước lẩu đậm đà hơn. Hành động đổ trực tiếp nước tiết bò vào nồi lẩu của Kenji khiến dân tình muốn té xỉu, vì hầu hết đều thấy việc bỏ phần nước ấy vào chẳng có tác dụng gì, ngoài việc gây mùi hôi tanh. Mà ngay cả Miko Lan Trinh dường như cũng không thể thẩm thấu được phong cách ăn uống này của người yêu, cô khá đơ và chẳng hề tỏ ra đồng tình. Ngoài chia sẻ những hoạt động đời thường, Miko Lan Trinh và bạn trai còn thường xuyên hát live tặng công chúng. Khán giả có thể dễ dàng nhận thấy, so với bạn gái thì giọng hát của Kenji hoàn toàn lép vế. Tuy nhiên về thần thái và biểu cảm khi phiêu thì anh chàng lại chẳng kém gì Miko, trông cứ như là ca sĩ thứ thiệt vậy. Song cũng có nhiều khoảnh khắc Kenji bị netizen nhận xét có thái độ khó chịu khi live. Ở một lần song ca, có lẽ cả hai chưa thống nhất trong việc phân chia, nên Miko Lan Trinh đã vô tình hát đè lên phần của người yêu. Anh chàng gây bất ngờ khi lập tức tỏ thái độ với bạn gái. Kenji cho thấy sự khó chịu, thậm chí có khoảnh khắc anh còn dùng răng bỏ đi. Cách cư xử của Kenji khiến khán giả bàn luận xôn xao. Nhiều người còn cho rằng anh phản ứng hơi lố và không cưng chiều người yêu như những gì vẫn thường thể hiện trước đây. Nếu có theo dõi cặp đôi, hẳn bạn cũng biết trước nay cả hai vẫn thường đăng tải những khoảnh khắc ngọt lưỡi tim, thậm chí có phần ố dề. Kenji trong mắt người xem cũng là mẫu bạn trai đỉnh đặc, cưng chiều nửa kia chứ không phải nhỏ nhen, ích kỷ thế này. Song, dù là lúc có mâu thuẫn hay khi tình cảm, thì Miko Lan Trinh và bạn trai cũng đều gây sốt cả. Những lúc mặn nồng, cả hai lại tích cực phát cẩu lương, thể hiện nhiều hành động thân mật như âu yếm hôn hít. Những cử chỉ ngọt ngào của cả hai bị nhận xét là lố lăng và lại làm dân tình dần dần. Nếu không tranh nhau hát thì những màn cover của cặp đôi cũng đều hot vì khiến người nghe quên luôn bản gốc. Cặp đôi biến tấu bài hát đến mức gây khó hiểu, dân tình để ý thấy, từ ngày thường xuyên hát cùng Kenji mà phong cách trình diễn lẫn giọng hát của Miko đều đã thay đổi một cách kỳ lạ, vô cùng bất ổn. Vì giọng hát ngày càng xuống dốc từ ngày gặp Kenji mà trên mạng rất nhiều khán giả đã để lại bình luận đòi giải cứu Miko Lan Trinh khỏi bạn trai. Bên cạnh đó, nhiều netizen còn đòi nhấn nút gì đó để tắt đi tiếng hát thều thào của Kenji hoặc dặn dò Miko khi nào hát thì rút mic của cậu ba. Thậm chí, có người còn nói nếu Miko không tiện nói ra lời cầu cứu thì hãy phát tín hiệu SOS đi. Sở dĩ chuyện tình của Miko Lan Trinh thường xuyên bị trêu ghẹo như vậy là vì trước đó, người yêu của cô đã dính không ít ồn ào về chuyện đời tư. Dù với từng chiếc phốt, Miko Lan Trinh và người yêu đều đã lên tiếng đáp trả, song họ vẫn không tránh khỏi những ý kiến trái chiều của khán giả, nhất là anti-fan. Đó là lý do vì sao tần suất xuất hiện của Miko Lan Trinh và bạn trai đã không nhiều như lúc mới yêu. Song nói gì thì nói, tình yêu kiên định mặc kệ những thị phi và lời đàm tiếu của họ vẫn rất đáng ngưỡng mộ đúng không nè.